Khi mà chúng ta gặp nhau mà chúng ta khen phát tướng thì thường thường là do mình ở đây mình ăn uống đầy đủ, bơ sữa đầy đủ thì nó phát tướng chứ gì đâu. Và thậm chí bây giờ mà phát quá còn sợ phải kiếm thuốc uống cho nó giảm bớt. Vì vậy thì khi người ta khen mình phát tướng theo gặp nhau đó, chỉ là tướng gì? Chỉ là khen cái tướng ngoại tướng thôi, chứ không phải là khen từ cái tướng mà do tâm sanh. Còn ở trong Phật Pháp á, gặp nhau mà người đó mà bây giờ tướng đẹp thì người ta gọi là sao? Tướng hảo. Mà phát cái tướng theo đạo Phật á, là phát cái tướng từ tâm. Bữa nay mình nói cái tướng đó. Trong Phật á, chư tổ có dạy 5 cách phát tướng. Và chúng ta gọi là gì? Ngũ chủng thiện căn phát tướng. Thứ nhất, tức đạo thiện căn phát tướng. Tức đạo là sao? Bây giờ mình muốn cái tâm mình, cái tướng mình nó đẹp á, thì đây là 5 cách để chúng ta có thể ứng dụng làm sao cái tướng mình nó xanh đẹp. Thứ nhất là mình tu thiền. Tu thiền đơn giản lắm, không có gì đặc biệt đâu, đừng có lo. Bây giờ mỗi tối á, quý vị nào thích cái pháp này thì kiếm góc nào ngồi cho nó yên. Ngồi trên ghế cũng được, ngồi dưới đất cũng được. Rồi mình giữ lưng cho thẳng, hai vai mình buông thả lỏng ra, đừng có gồng. Rồi nét mặt của mình á, thì cười mỉm nhẹ. Rồi tâm của mình á, bây giờ quán tới hơi thở của mình. Hơi thở vào, biết vào. Hơi thở ra, biết ra. Tức là gì? Là hơi thở của mình. Thí dụ bây giờ mình ngồi thiền đó, nó có 3 cách điều chỉnh. Thứ nhất là mình điều thân, tức là ngồi chỉnh tướng làm sao cho nó đàng hoàng, ngồi cho nó vững chãi. Bây giờ mình muốn ngồi cho nó khỏe đó, cái việc đầu tiên là mình tắm rửa sạch sẽ để nó tỉnh táo con người. Còn lỡ không nữa thì rửa mặt, súc miệng, rửa tay cho sạch, mặc quần áo cho nó lỏng, nó thoải mái. Đừng có mặc những cái gì nó gò bó thì khó ngồi. Rồi cái thứ hai á, mình chỉnh cái thân mình thì cái đó người ta kêu là điều thân. Người nào tu thiền thì qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là điều thân, tức là chỉnh cái thân. Rồi cái thứ hai là sao? Điều tức. Điều tức tức là điều chỉnh hơi thở của mình. Khi vào, khi ra mình chỉnh, tức là mình vào ra theo cái hơi thở mà không có rén. Để hơi thở mình nó tự vào, biết vào. Nó ra mình biết ra, nó ngắn, nó dài biết hết. Đó là điều tức. Nhưng mà khi mình đang quán hơi thở một thời vậy đó, thì cái thứ khác nó nhảy vô. Nó nói, ủa hồi nãy đi chợ sao quên mua chanh. Hiểu ý không? Thì cái tâm mình, bị vì cái tâm mình nó làm sao? Nó lăng xăng lắm. Cái tâm mình đó, nó lộ nó, mà cái người mà lăng xăng á, thì nó biểu lộ cái tướng lăng xăng. Cho nên người lăng xăng, cái ta nhìn cái tư cách mình, ta nói thôi thôi không được, cái người này không thể giao việc lớn được. Bởi vì cái người lăng xăng vậy sao dám giao việc lớn, đụng đâu sau đó. Cho nên bây giờ muốn cái tướng mình nó đoan nghiêm, nó đẹp á, thì một là mình ngồi mình quán hơi thở. Mỗi ngày đi làm về, tắm rửa ăn uống xong, tối trước khi đi ngủ để ra 5-10 phút quán hơi thở. Điều tức. Rồi khi mà mình niệm hơi thở như vậy rồi á, thì thỉnh thoảng có cái khác nó xen vào. Mà thông thường á, là mình chạy liền. Thông thường là mình chạy theo nó liền. Bây giờ mình không có chạy theo nó. Nó vừa nhảy vô cái mình nói tôi đang thở, cái mình trở lại hơi thở của mình. Quý vị để ý coi, cái tâm của mình á, nó lăng xăng lắm. Mà mình không ngồi yên là mình không biết nó lăng xăng đâu. Tại vì thường ngày mình chạy theo nó, cho nên mình không có biết là mình lăng xăng. Đến khi nào mình ngồi yên chỗ thì mình mới thấy trời ơi, nó quá chừng là lăng xăng. Hết chanh tới ớt, hết ớt tới đường, đủ thứ hết. Chẳng hạn như bây giờ mình đi chợ đó, mình nói tấp vô cho mẹ mua trái chanh, mẹ ra liền con. Ít khi nào vô mua trái chanh ra liền lắm. Đa số nó thêm vài món phụ tùng nữa, phải không? Bởi vậy cho nên ở ngoài đời nó hay ngoắt lắm. Mấy cái hiệu mà đỏ đỏ on sale đó, phải không? Nó ngoắt mình dữ lắm.
Cho nên là miệng nói window shop chứ là hand shop cũng nhiều lắm. Cà thẻ vân vân. Cho nên á, mình chỉnh cái tâm, chỉnh cái tướng mình bằng cách là mình quán hơi thở. Và đặc biệt á, khi mà người nào có niệm hơi thở một thời gian á, thì khi mình quán hơi thở như vậy á, nó làm cho những cái lỗ chân lông mình á, nó thông. Nó thông và bắt đầu nó làm cho con người mình nó tươi nhuận trở lại. Người nào mà đi làm mệt mỏi thôi, thấy người nó làm sao? Nó uể oải lắm. Nhưng mà sau 5-10 phút ngồi nhắm mắt hơi thở một hồi, tự nhiên cái tướng mình nó tươi nhuận trở lại. Có phải không? Mình giống như cái cây héo vậy đó. Cả ngày, cả tháng, cả tuần không có nước đó, nhưng mà đem ngâm nó vô nước một hồi thì lá nó đứng trở lại, hoa nó trỗi dậy. Thì cũng như vậy, một ngày mình không tu, một tuần mình không tu, một tháng mình không tu, cả năm cả đời mình không tu thì nhìn cái tướng mình nó héo lắm. Cho nên mình muốn cái tướng mình nó tươi nhuận, nhìn sẽ thấy lúc này tươi tốt. Có nhiều khi người ta đùa, ta nói làm gì bữa nay không có mùa xuân vậy, phải không? Thành tử ra cái đầu tiên là tức đạo thiện căn phát tướng, là bắt đầu mình quán hơi thở. Quý vị đừng có nghĩ cái đó là cái tu, đó ngồi để tu để thành Phật gì. Nhưng mà mình định cái tâm mình theo cái hơi thở, bởi vì cái tâm mình nó lăng xăng, cho nên mình cần mượn hơi thở để làm cái mối cho cái tâm mình nó trụ vào trong đó. Thì khi cái tâm mình nó kẹ, nó bị dính vào trong hơi thở, nó không nghĩ khác, thì cái tâm mình nó bớt lăng xăng. Cho nên á, chư tổ á, hay là Phật á, quý vị hỏi ngồi thiền ngồi làm gì đó, đầu tiên là ngồi lo hơi thở trước. Bởi vì hơi thở nó quan trọng, thở vô mà không thở ra thì nó chết rồi. Cho nên á, đời người không có bao lâu hết á, phải không? Người ta nói đời người 100 năm, chứ thật sự không có ai 100 năm hết. 100 năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa xa dù ở nước Lào, ai ai cũng phải hít vào thở ra. Phải không? Ở xa như tận Canada thì ai ai cũng phải thở ra hít vào. Cho cái chuyện mà thở vào thở ra là cái chuyện bắt buộc phải có. Mà mình không nắm được hơi thở mình rồi thì không làm được gì hết. Cho người nào bệnh tật gì đó, muốn cho mình đỡ đi cái phần bệnh tật cũng do cái ngồi hơi thở một phần. Cho nên tập thở. Thí dụ bây giờ ai mà bị khó ngủ nè, tối nằm thả lỏng tay chân ra hết, đừng có gồng, đừng có gò bó gì hết, phải không? À, buông hết từ thân mình cho đến chân, buông ra. Và mình nghĩ thân của mình bây giờ nó đang thảnh thơi ở trên cái mặt nước vậy đó. Rồi bây giờ mình để tâm tới hơi thở mà thôi. Có nhiều khi người ta chỉ mình cái cách để ta ý tới cái bụng nha. Phình xẹp, phình xẹp, 5-10 phút mình ngủ mất tiêu. Cho nên không có mất ngủ, không có mất ngủ, tại lo nhiều nó mất ngủ. Thì bây giờ học kệ đi, thấy không? À, mình học cái bài kệ nè: vào phòng nằm hết âu lo. Ở chùa thì ta đọc lại, ta nói vào thiền đường. Bây giờ mình ở trong phòng của mình, mình nói vào phòng nằm hết âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Kệ đi ngủ. Giờ mình ngồi mình để cái âm hơi thở mình hồi, mình sẹp nó ngủ mất tiêu. Cái thứ nhất gọi là tức đạo thiện căn phát tướng, tức là mình dẫn cái hơi thở mình cho nó thông suốt. Và quý vị ngồi đó, quý vị nhớ là ngồi lưng thẳng, nhưng mà đừng có ráng gồng, vừa lưng thẳng thôi. Để làm chi chứ không? Khi mình cái lưng mình nó thẳng á, thì cái hơi thở mình nó thông. Khi mình ngồi cúp lưng vậy nè, là nó cong cái bụng, hơi thở nó bế. Thở hồi cái thở bằng miệng không à, phải không? Giữ cái lưng thẳng. Rồi bây giờ mình để cái mũi của mình nó rà va ra vào, mình thở bình thường. Còn thí dụ như hôm nào mình thường thường á, tâm mình nó chạy lắm, cho mình tiếng 2-3 chữ gì mình giúp cho nó. Thí dụ ha: thở vào tôi thấy khỏe, thở ra tôi bình an, khỏe quá, nhẹ nhàng. Tiếm những cái chữ, những cái câu nào mà nó rất là thánh thiện, nó rất là lạc. Người Mỹ họ kêu possible words, không có nghĩ tới negative. Mình thở along with positive.
Life full of negatives, but full of positive also. So why don't you focus to positive in order to make yourself look fresher? Cái computer mà xài một hồi nó stuck là phải refresh. Con người mình cũng vậy, phải refresh. Cho nên mình cái cách refresh của mình là thở để cho cái tướng mình nó nhẹ, nó khỏe ra. Nào quý vị để ý coi, người nào mà có tu thiền, thở thời gian, cái nhìn cái tướng của người đó nó tươi nhuận. Cho nên tại sao hình ảnh của Đức Phật lúc nào nhìn cũng tươi đẹp là tại vì Đức Phật ngồi, Đức Phật thở. Còn mình bây giờ toàn là nghẹt thở thôi. Tôi gặp anh sao tôi ngộp thở. Tôi gặp chị sao tôi mệt quá. Tối ngày cứ nói mấy cái câu negative không à, bởi cho nên mình không có positive bao nhiêu hết trơn á. Rồi, bây giờ cái thứ nhất hiểu ý không? Giờ muốn cho cái tướng mình đẹp thì phải làm sao? Tức đạo thiện căn phát tướng. Rồi bây giờ cái thứ hai nè. Bất tịnh quán thiện căn phát tướng. Đây cũng là thiền quán nữa nha. Bất tịnh là sao? Có hai cách. Đối với người đa dục, tức là về sinh lý mạnh, thì mình phải quán bất tịnh. Để làm gì? Để nó giảm cái đó và làm cho con người mình đỡ bệnh tật. Nhưng mà ở đây cái bất tịnh Pháp Hòa muốn nói cho nó phổ thông, cho nó rộng là thấy tất cả các cái pháp, sự vật, sự việc, hiện tượng, sự vật trong nhà Phật còn gọi là tất cả các pháp. Chữ pháp quý vị phải hiểu hai ý. Khi người ta nói Phật pháp thì lúc đó mình hiểu là lời dạy của Phật. Nhưng mà khi người ta nói tất cả các pháp không sanh không diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm vậy đó, thì người ta dùng cái chữ các pháp đó, thì phải hiểu rằng đó là hiện tượng sự vật trong thế gian này. Nhà cửa xe hơi, nhà lầu, con người, sự vật, tất cả cái gì mà hiện tượng sự vật đều là các pháp hết. Gây gỗ là pháp, hòa giải là pháp, cái bàn là pháp, hiện tượng sự vật là pháp. Cho nên quý vị nghe quý thầy nói, mình nắm được những cái danh từ chuyên môn trong Phật học, tất cả các pháp đều là bất tịnh. Vậy thì bây giờ các pháp này là gì? Là hiện tượng sự vật. Không có cái gì nó tồn tại hết. Mà chính nó không tồn tại như vậy, cho nên chúng ta bớt cái gì? Bớt cái tranh giành, bớt cái hơn thua, bớt cái ganh tị. Mà người nào bớt mấy cái đó thì cái diện mạo nó làm sao? Nó cũng bớt hung hăng. Sở dĩ mà mình còn hơn thua, quý vị thấy coi người nào muốn hơn thua nó biểu lộ không? Biểu lộ tướng hơn thua. Người nào mà giận dữ thì biểu lộ tướng giận dữ. Cho nên người nào ganh, mình nhìn mình biết người đó ganh. À, người nào như thế nào nó biểu lộ ra cái tướng hết á. Cho nên cái tâm á, mà mình bớt, mình thấy tất cả sự vật không có cái gì nó tồn. Ví dụ vậy nè, mình đi chợ. Mình đi chợ cái mình mới vừa cầm lên, định đưa tay mình bốc cái bó rau đó lên mình mua, thì có người khác nhanh tay hơn mình, họ lấy, họ bỏ một giỏ họ, cái mình thấy cái bà lặng nhắc. Thí dụ vậy đó. Thì mình biểu lộ liền cái tướng bực dọc của mình liền. Cái mình về mình nói, mình lấy bó rau ra mình bực lắm. Bực ở trong tiệm xong rồi mình bưng nguyên cái bực đó về nhà đó nha, lặt ra mà nhằn rồi nha. Coi đó, tôi thấy cái bó rau kia rồi, vừa nói mà vừa lặt. Mà cái bà đó thiệt tình. Mà rốt cuộc rồi á, bực cái bà đó ở tiệm xong rồi bực luôn bả, mà bực xong rồi bức rau. Vừa bực vừa bức. Cho nên rồi cái tướng của mình nó cũng sanh cái tướng sao. Ngay cái giây phút mình bực cái bà là mình thấy bà ăn cái rồi. Phải không? Rồi khi nhắc tới là bằng nghiến răng cái nữa. Cho nên cái tướng mình nó làm sao? Nó không có đẹp. Phải không? Cái tướng mình nó từ cái tâm sanh. Cho nên á, rồi vì thưa đại chúng á, cái gì cũng vậy. Cái nghiệp là do mình tập. Bình thường không có như vậy mà liếc hoài cái nó thành thói quen. Đụng ai cũng liếc hết. Phải không? Nó thành cái thói quen, cho nên chữ nghiệp nghĩa là gì? Nghiệp là cái gì mình làm hoài, nó thành một thói quen, thì gọi là nghiệp chứ gì đâu. Nhưng mà nếu mà cứ đụng ai cái A Di Đà Phật, cái đó cũng là nghiệp, nhưng mà nghiệp tốt. Phải không? Còn đụng ai mình cũng hấy nguýt, mình cũng xỉ xỏ, thì nó thành ra cái nghiệp mà, nghiệp xấu. Cho nên nghiệp nó hai loại, nghiệp trắng, nghiệp đen.
Nói theo Phật học chuyên môn là bạch nghiệp, hắc nghiệp. Cho nên người thân nhân mình mất, mình mới để khăn tang trắng đó. Để khăn tang màu trắng là cầu chúc cho người thân của mình sạch nghiệp, không có để khăn tang đen. Mình để khăn tang trắng là cầu cho người thân của mình sạch nghiệp. Còn mình mà để đen là mình bắt chước Âu Mỹ đó. Người Á Đông là để khăn tang trắng cầu chúc cho người thân sạch nghiệp. Cho nên tại sao mình ở trên bàn Phật, có nhiều khi mình thấy ở Việt Nam mình hoa huệ, nhớ quý vị nhớ huệ không, màu trắng. Khi mà hoàng hậu Ma Gia nằm mộng thấy con voi trắng sáu ngà quấn một cành hoa huệ đi vào trong hông của hoàng hậu, cũng tượng trưng cho rằng một người muốn làm việc lớn, muốn thành tựu nghiệp lớn phải sạch nghiệp. Cho nên voi trắng, huệ trắng. Con voi là tượng trưng cho sức mạnh, nghị lực. Màu trắng là tượng trưng cho hết nghiệp. Muốn mình vững chãi trên đường tu cũng như đường đời thì mình phải làm sao? Vững chãi và hết nghiệp. Cho nên mình ba cái nghiệp lặt vặt mà không có đáng, đừng có tập. Tập rồi nó thành rồi một cái thói quen thì nó uổng mình đi. Cho nên người ta mới nói thấy không, mình tập riết cái gì, sân si nó hư đời. Bây giờ mình tập thôi bây giờ người có ăn thì mình khỏi ăn. Hay là mình nghĩ một chút thôi, giờ chị đó chỉ mua rồi thì bây giờ mình mua cái bó này mình lặt ra ăn cũng được. Thật sự ra mình nói vậy cái người ta nghĩ mình dại, phải không? Dại bây giờ nhưng mà sung sướng về sau, tội gì không dại. Dại làm chi, con khôn làm chi, con bó rau khôn cái khác nó hay hơn, không mình lanh lợi cái khác nó hay hơn. Cho nên hơn thua một bó rau không có đáng, nói ra người ta cười nó trời tôi nhanh tay đấy, tôi thôi tôi bị cái bà kia hốt rồi. Có ai khen không? Nói trời ơi chị hay quá, bữa nào tôi nhờ chị đi giật giùm tôi. Đâu có ai nói vậy, đâu có ai nói vậy đâu, phải không? Nhưng mình nhường ta cái ta thấy cái đạo hạnh của mình, mình nhường được người ta, ta thấy cái đạo hạnh của mình, dù người ta không nói ra nhưng mà ta thấy cái đạo hạnh đó. Rồi quý vị để ý nè, khi mình lái xe cũng vậy, mình nhường ta một chút. Nếu mình đi chậm mình tấp qua một bên, rồi lỡ người ta có nhanh hơn mình nhường ta một chút có sao đâu. Rồi giờ đi xếp hàng cũng vậy, thấy người ta cái mình nhanh chân hơn để mình đi trước, mà trước có người à, cũng dành. Thật sự cái đó không có tội lỗi, không có tội lỗi gì hết. Nhưng từ đó mình mới thấy được cái tâm của mình, phải không? Thấy cái tâm mình đó, nó còn dở lắm, nó còn tu nhiều lắm. Có nhiều khi á, cái người đó mua có ba bà cũng móc thẻ lại dưới này mình lầm bầm rồi đó. Coi cái bà đó kìa, thấy chớn không? Ớn không? À, có ba thằng bạc rồi. Có nhiều người móc tiền cắt á, đếm từng cắt á, là dưới này mình bắt đầu rồi đó. Người ta móc tiền người ta trả, phải không? Nhưng mà thật sự những cái đó nó không có tội lỗi gì hết, nhưng mà để cho chúng ta thấy tu là phải thấy mình đó. Rồi từ đó mình mới quán là cái tướng của mình. Có nhiều khi mình không thấy tướng mình mà người ta thấy cái tướng mình á, nó như vậy đó người ta thấy. Cho nên quý vị để ý nha, hai cái chị đó mà không ưa nhau mà vô bếp là mình thấy à. Rồi cái thứ người thứ ba mà hiểu ý bắt đầu phải đi vào bị chi phải không, để làm sứ giả hòa bình, không thôi một lát lửa một lát xăng cháy chùa. Phải không? Thành thử cái tướng mình sao nó phát cho người ta thấy. Cho bây giờ mình chỉnh cái tướng mình coi vậy đó. Phật mà không có tướng đẹp mình có muốn tu theo Phật không? Đâu có. Phật phải tướng đẹp mình mới tu theo Phật. Mặc dù mình biết tướng chỉ là ngoại, tâm mới quan trọng. Nhưng mà hồi nãy mình nói là sao? Tướng từ đâu sanh? Từ tâm sanh. Thì bây giờ cái tâm mình nó đẹp, nó lành là tự nhiên cái tướng mình nó lành theo. Cho nên mỗi lần mình gặp Phật cái mình chắp tay mình làm sao? Khen Phật. Cho nên mình kêu là tán dương. Thế nào là tán và thế nào là dương? Nó gặp Phật cái tán dương. Đây, tán là gì nè? Tán là ca ngợi cái mỹ danh của người đó, kêu tán. Dương là biểu lộ công hạnh của người ta, cho nên gọi dương. Pháp Hòa nói ví dụ, mình nói tôi xin giới thiệu đây
là anh Nguyễn Văn Xoài. Đó, đó là tán đó. Anh trồng xoài rất ngọt. thì cái công việc của anh đó, phải không? Trồng xoài rất ngọt, và khi thu hoạch xong, anh bán lấy tiền và anh làm việc bố thí. Đó, mình tán người ta, tán là mình ca ngợi cái danh của người đó, nhưng mà sau đó mình cũng biểu dương cái công hạnh của người ta, gọi là tán dương. Cho nên á, thường thường ai làm gì tốt mình nói hôm nay chúng tôi mời anh lên đây để xin được tán dương anh. À, thì thế nào là tán, thế nào là dương? Tán là ca ngợi cái tên tuổi người đó, dương là cái việc làm của người đó. Cho nên mình mới gặp Phật, mình nói là sao? Thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Khen trí Phật, thân Phật, bây giờ khen việc làm của Phật. Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Khen Phật vậy đó. Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly, Phật diện do như mãn nguyệt huy. Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ bi. Mình dịch là thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Cho nên mình đứng trước Phật là mình tán dương. Giờ nãy trước khi mà quý Pháp Hòa lạy xuống, Hòa đứng Hòa nhớ bốn câu: kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Nếu nhìn thấy tướng Phật, con cầu cho chúng sanh nhược đắc kiến Phật, đương nguyện chúng sanh thành tựu được trí Phật, thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp, thấy được cái pháp vô tướng. Vì vậy cho nên á, mặc dù đạo Phật không dính vào hình tướng, nhưng mà lý do nào mình có tướng? Bởi vì cái nhân nó đúng thì cái quả nó đúng thôi. Do nhân tâm, do cái nhân là cái tâm mình nó lành, cho nên cái quả là cái tướng mình nó đẹp. Dù mình không muốn, nhưng mà đã từ cái thiện căn này nó sanh thì tướng nó nhất định nó phải đẹp. Cho nên chư tổ dùng cái từ gì? Ngũ chủng thiện căn phát tướng. Ngũ chủng là năm loại căn lành để phát ra sanh tướng đẹp. Cái gốc mình nó lành thì tự nhiên cái tâm mình nó đẹp thôi. Cho nên cái gốc mà nó khỏe đó thì nó cho ra lá tươi, cây hoa đẹp. Cho nên mình quán bất tịnh để làm gì? Quán bất tịnh để thấy rằng các pháp là vô thường, không có tồn tại, thôi nhường được người ta chút cũng vui một chút. Đâu phải mình sống nhờ bó rau ngon đó đâu, bữa khác có rau ngon hơn. Mình ăn nhiều bó rau ngon rồi, thôi hôm nay nhường ta chút, nó không có lỗi. Rồi bây giờ á, gây gỗ cũng muốn hơn người ta ăn câu, hơn cũng vậy thôi. Cho nên ngày xưa có một cái ông đó, ông xin với vua đó, là cho ông một miếng đất ông chôn. Rồi vua mới nói bây giờ trẫm mà, đất của trẫm đây, cả đất nước này khanh muốn bao nhiêu? Ông mới nói bẩm hoàng thượng, để cho thần cởi ngựa thần xin, thể ngựa phóng tới đâu thần xin tới đó. Cái ông phóng hoài, phóng quỷ thì một cứ đất thì nó rộng, phóng riết cái con ngựa nó mệt, cái nó quỷ nó chết, cái ổng cũng mệt chết luôn, cũng chôn con chỗ đó. Ý ổng là ổng xin được hết cái đất này, đi phóng càng xa xin được càng nhiều. Nhưng mà xin thưa, càng cao danh vọng thì cũng càng dày gian nan, mà chôn thì cũng nhiêu đó thôi. Mặc dù nói đất chôn cái ông đó đó, nhưng mà lợi cũng lõm đó thôi à. Thấy không? Thành thử ra mình có dành hết, mình cũng nhiêu đó thôi. Bây giờ dành cả 10 cái dạ gạo đem về thì ăn cũng chén hai chén là no bụng, chứ có ăn hết 10 dạ đó không lượt đâu. Nhưng mà hễ mà mình càng tranh thì cái diện mạo mình nó hiện lên, cái tâm tranh, cái tâm dành, cái sự ganh tị của mình. Cho nên á, ở đây á, trong chư tổ thì dạy là bất tịnh, tức là để quán thân này nhơ nhớt nè. Thấy không? Hồi xưa các vị mà người ta tu thiền, mà người ta muốn chứng được cái chỗ gọi là ly huyễn đó, người ta đi vô trong rừng, người ta kiếm cái xác chết, ta ngồi đó ta quán. Xác chết 3 ngày nó sình ra làm sao? Xác chết 1 tháng nó sình làm sao? Rồi quán mắt, quán thân, quán miệng, quán đủ kia, người ta kêu là cửu tưởng quán.
cửu tức là chính, chính cách, chính cái phép quán tưởng một thân thể người chết. Từ lỗ mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lỗ miệng. Con người mình mẹ trên mặt không là mấy lỗ rồi đó. Cho nên ta kêu là gì? Chính lỗ bài tiết, bài toàn chất dơ. Trong con người chúng ta có 36 vật toàn vật bất tịnh. Trong 36 vật đó có 9 thứ không sạch, 9 chỗ tiết ra, 9 cái lỗ tiết phát ra không sạch. Cho nên bây giờ á, mình quán bất tịnh là quán rộng ra nữa, không phải quán con người không, mà quán sơn hà đại địa, sự vật mọi thứ, không có cái gì nó tồn tại. Thôi bây giờ á, nhường được một bữa tốt, nhịn được một câu tốt. Cho nên thấy không, nói là dạy mà nín là khôn. Tại sao nín khôn? Tại vì trong khi nói mà nói bằng cái tâm bực tức á, thì thế nào lời lẽ nó cũng bực tức. Mà lời nói ra rồi rút lại đâu có được. Cho dù xin lỗi người ta tha lỗi rồi, nhưng mà câu nói đó vẫn hằn trong trái tim của người khác, không có tha được. Cho nên quan trọng. Cho hồi xưa quý vị nào mà đi thăm bệnh á, nó có cái bài kệ thăm bệnh. Khi thăm người bệnh, cầu cho chúng sanh biết thân là giả, lìa sự tranh chấp. Con người mình đã thấy thân thiệt cho nên tranh giành, thấy nhà thiệt cho nên á, cả ngày mình sống với năng với sở. À, mình là năng nè. Năng là gì? Có khả năng như vậy đó, gọi là năng. Rồi bây giờ cái kia là sở nha. Thí dụ Pháp Hoàng thấy, con xin quy y. Mình là người quy y. Tam bảo là cái mình quy y, cho nên tam bảo là sở quy, mình là năng quy. Cái lỗ tai mình là năng nghe, tiếng chuông là sở nghe. Quý vị thấy không? Cho nên tôi có cái năng yêu, người kia là người được yêu. Đó, người được yêu thì phải sao? Muốn người đó của mình, cho nên sở hữu. Ngã sở, cái của tôi. Cho nên mình hay nói sở hữu này của tôi, cái này là thuộc của tôi. Cho mình chính vì cái của tôi cho nên thì cái gì mình cũng muốn hết. Vậy thì cái thứ nhì á, mình quán bất tịnh để làm gì? Để bớt cái tranh giành. Mà bớt cái tranh giành thì thân tướng mình nó làm sao? Nó cũng dịu dàng ra. Bởi vì cái người tranh giành là biểu lộ cái tướng tranh giành. Bây giờ Pháp Hòa nói cái người mà người ta làm hay hơn mình, mà cái người nào ganh đó, nó có biểu lộ cái tướng ganh không? Biểu lộ, mình nhìn mình biết. Thậm chí nó còn phát ra lời nói: chồng làm vậy mà cũng khen, bữa nào tôi làm cho chị coi. Tại tôi muốn làm thôi đó. Tôi phải biểu lộ cái gì đó, phải không? Cho nên có nhiều người nói: tại sao mà quý thầy cứ nói chuyện ở trong đời? Vậy chứ đạo Phật cho ai? Đạo Phật cho con người. Mà con người tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, sáu cái phiền não căn bản, thì đạo Phật nói nhiêu đó để nhằm chữa cái bệnh của chúng sanh. Chứ đạo Phật đâu phải nói chuyện trên trời. Đức Phật ra đời nhằm cho đưa con người thì phải nói chuyện của con người. Bây giờ Phật thuyết kinh cũng để cho con người nghe, con người nhận biết. Nhưng mà xã hội nào thì mình dùng ngôn từ của xã hội đó để mình nói, cho người ta dễ hiểu. Ở Việt Nam bây giờ nhiều danh từ dễ hiểu lắm. Mấy đứa nhỏ giờ nó nói nhiều cái từ mà nghe. Thì bây giờ hai thứ là phải không? Thứ nhất là gì? Tức đạo thiện căn phát tướng. Cái thứ nhì là gì? Bất tịnh quán thiện căn phát tướng. Quán bất tịnh để bớt đi cái sự sân hận ganh tức hơn thua của mình. Từ đó cái tâm mình nó lành, nó thiện, nó phát cái tướng đẹp. Rồi cái thứ ba là gì? Từ tâm thiện căn phát tướng. Từ tâm là sao? Lòng từ bi của mình. Thấy ai mình cũng thương, không có ai là mình ghét. Tại sao? Vì cái người mà hành động thấy ghét á, cũng tội lắm. Họ không biết làm cho họ được dễ thương. Mình phải thương người đó. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất dạy chúng ta có 5 cách để diệt trừ cái sự tức giận của mình. Người nào lời nói không dễ thương, hành động dễ thương, mình nên thương hành động, đừng quan tâm lời nói. Người nào lời nói dễ thương mà hành động không dễ thương,
thì hãy thương lời nói, đừng quan tâm hành động. Hai rồi phải không? Người nào lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, mà trong tâm còn một chút dễ thương, thì hãy thương cái chút dễ thương đó. Rồi bây giờ cái thứ tư nè. Người nào hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn một chút gì dễ thương, thì phải thương hơn nữa. Tại người như thế thì người sống rất đau khổ. Trong lòng họ toàn là lửa, sân, giận, ganh tức. Họ không có nói một lời nào cho mình thương họ được. Mình nói vậy nè, có nhiều khi mình nói vậy nghe, trời ơi tôi mà thương không được nó rồi ai thương nổi. Có không? Có nhiều khi mình nói vậy đúng không nè? À, như vậy chứng minh là mình có nhận, mình có từ bi chứ gì. Thôi ráng từ bi thêm chút nữa, thương. Bây giờ quý vị nghĩ từ bi khó làm phải không? Pháp Hòa nói dễ lắm, không có khó. Bây giờ mình từ bi chút chút trước. Vậy từ bi chút chút trước. Thí dụ như bây giờ đó, thí dụ bây giờ cái người đó họ họ đến chùa, họ đến chùa mà họ lỡ họ có ăn nhiều một chút, uống nhiều một chút, đừng có để ý bà nghe lấy nhiều lắm á, đừng có nói cái đó. Mình người ta đến với mình là mình phải vui, không có sao đâu. Chùa nghèo nhưng mà giàu lắm, cái gì free là kêu đồ chùa. Thật sự ra mình biết mình thương chùa, mình tiếc của Tam Bảo, nhưng mà đôi khi cái người đó người ta nghe được á, ta thối cái tâm, thì mình phải nhớ là cái tâm của người á, nó khó phục hơn là một món ăn. Bây giờ hết á, mình nấu món khác được mà cái người kia tâm họ thối lui rồi là khó phục lại. Cho nên phải thương cái tâm của chúng sanh khi họ khởi tâm họ tu. Thật sự ra đó, từ bi á, không có cần phải nói đến cái chuyện là phổ độ chúng sanh gọi là rộng lớn gì đâu. Cứ việc lặt vặt trong chùa này đó, thấy miếng rác lượm lên mà lượm đừng có nói. Ai coi đó, ăn ở gì mà dơ dáy, đúng không? Thấy bây giờ nhờ ta ăn ở vậy mình không có chuyện mình làm nè. Để nó phát triển từ bi. Thật sự ra Pháp Hòa nói như vậy không có phải là Pháp Hòa muốn nói cái chuyện gì negative cả, nhưng mà nó rất thật trong đời sống tu hành của mình. Bây giờ mình đã phát cái tâm rồi, mình đã phát cái tâm từ bi rồi, thì thôi bây giờ đó mình cứ làm đi, rồi nhiều khi á, cái hành động của mình người khác thấy người ta làm theo. Gặp hai chị bạn mà công kích nhau, đừng thêm một lời nào nữa hết, phải vuốt. Thôi chị, mình nhịn được chút cho chùa nó yên, đừng có nói một câu tôi nói với chị rồi mà chị không nghe tôi. Nói vậy chi không có lợi gì hết trơn á, mà một cái lời khác. Cho nên đó quý vị học Phật rồi đó nghe, Phật dạy mình hay lắm. Cái dạng như vậy thì Phật gọi là gì biết không? Cái đó người ta kêu là tăng thượng duyên. Cái người đó đó, họ cái duyên của họ đang giận tột bực, rồi mình còn tăng thượng cái giận đó nữa. Mình phải làm cho cái duyên đó nó giảm xuống, cái duyên giận nó giảm xuống. Cho nên tăng thượng duyên có đôi khi nó là thuận. Nếu mình nói theo cái chiều mà giận của người đó thì nó trở thành ra thuận. Nhưng mình nói ngược lại, chị ơi thôi chạy nó đi, nó nít mà, đừng có giận nó làm chi. Bớt cái đó cũng là bớt cái duyên đó. Còn mình nói mà để cho tán theo cái giận của người đó nguy hiểm lắm. Như vậy là mình thiếu từ bi. Thấy người đó giận phải nói lời như thế nào cho cái người đó giận. Có nhiều khi Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ bị đòn, mỗi lần mà ba mà đánh mình rồi mẹ đi ngang, ừ không đánh mà mắng cho tôi. Trời ơi mình tức cành không. À, cho nên mình cái điều thứ ba là từ tâm thiện căn. Thiện căn là gì?
căn là cái gốc, cái rễ đó. Trong người chúng ta có cái căn, có cái rễ của lòng từ. Tại sao biết? Thấy người ta khổ mình khóc theo, thấy người ta nghèo đói kiếm tiền cho. Nhưng mà khi giận lên rồi là không khe gì đó. Như vậy rõ ràng mình có căn từ bi, nhưng mà tại mình không phát triển. Chứ nếu mình không có, mình thấy người ta khổ mình dửng dưng à. Còn đằng này mình thấy người ta khổ mình biết khổ theo mà, mình biết khóc theo mà. Thậm chí mình còn nói tôi cầu nguyện cho chị, cho anh hết bệnh tật, hết khổ nạn, ví dụ vậy. Vì vậy chứng tỏ lòng từ bi mình có chứ phải không. Nhưng mà mình không có phát triển. Cho nên mình phải ráng làm sao cho cái căn lành đi lên. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa có cái căn. Cái căn của Pháp Hòa là mít ướt. Coi phim, nghe nhạc, cái gì mà cảm động một chút là ngồi khóc ngon lành. Hôm bữa trước khi bay qua đây là tối chủ nhật, tối thứ hai bay, cái bữa chủ nhật đi giảng, tối thứ bảy đi giảng ở một cái tỉnh bang khác. Giảng xong rồi thì người ta còn đang tổ chức tiệc chay đó, có hòa sinh về trước, giảng xong rồi về trước. Anh Phật tử anh mới mở cái tuần kịch, vì 32 năm gặp lại, kể cái câu chuyện là hai mẹ con vượt biên rồi, rồi sau bao nhiêu năm gặp nhau rồi hồi nhầm lộn người đó, quan binh hồng đạo gì đó. Pháp Hòa khóc từ đầu cũng ban khóc cho tới hết. Pháp Hòa nói trời ơi, nói với anh Phật tử tự nhiên đi mở cùng ban cho tôi ngồi tôi khóc khe. Như vậy thì mình cũng có cái can. Cái can của mình là cái can mít ướt. Ai mà nói chuyện gì cảm động chút là mình khóc. Cho nên á, mình biết trong lòng mình có hiện căn lắm, có căn lành lắm, nhưng mà tại mình chưa phát triển thôi. Bởi chính vì vậy mà mình phải đến với đạo Phật. Phật dạy mình từ bi quán nhân duyên rồi đó, hoặc là mình cũng kinh nhiều, cái từ bi của mình nó cũng sanh. Hôm trước có một em Phật tử, nó năm nay nó 8 tuổi rồi, nó ăn chay trường từ hồi nó 5 tuổi. Thế thì nó đi học, cái thì bạn nó hỏi tại sao mày không ăn thịt mà mày ăn rau. Quý vị biết nó trả lời sao? Mày biết không, mày cắt cổ cái con gà nó chết mày ăn á, cái đầu nó không mọc lại. Nhưng mà cộng rau mày cắt mày ăn nó mọc lại. Cho nên tao ăn rau. Đơn giản không? Nó nói thiệt là đơn giản mà mình nghĩ không ra. Đó, cho nên á, cái đứa đó, đó là nó có từ tâm thiện căn. Nó có cái gì nữa? Nó có tức đạo thiện căn, tức là nó có chánh niệm về sự sống. Khi mà con người mình mà có chánh niệm rồi đó, lời nói mình nè, hành động mình á, mình rõ ràng trước khi mình nói. Không có nói lung tung cho người ta giận, chỗ nào đáng nói chơi mới nói. Chỗ nào không đáng nói chơi không nói. Nói chơi cũng tùy chỗ, chứ đâu phải chỗ nào cũng nói chơi được. Rồi nói chơi phải tùy người, chứ đâu phải người nào mình cũng nói chơi được, ta giận chết. Hoặc là nói chơi phải tùy hoàn cảnh, cái hoàn cảnh đó không phải để cho mình nói giận. Và người này ta đang khổ, không mình không lấy cái câu chuyện đó mình giỡn người ta được. Thí dụ vậy. Cho nên có chánh niệm, lúc nào nói, lúc nào nín. Cho nên ở trong kinh đó, Phật có dạy cái người tu đó, nó phát triển 7 cái biết. Trong đó có một cái biết đó. Lúc nào đến, lúc nào đi. Mình đến đúng lúc cái người ta vui, mình đi về đúng giờ người ta thích. Tới mà ngồi hoài cái không biết làm sao. Có cái ông đó, ông tới nhà bạn. Bạn mới mời ông ăn cơm mà không có chuẩn bị. À, ông cũng thiệt tình, ông ngồi xuống ăn. Mà ăn hoài xong thấy chủ mời chén nữa. Cái ông mới nói, trời ơi anh biết không, hồi nãy trên đường tới nhà anh đó, tôi thấy cam nó nghe trái nào nó lớn như cái chén này nè. Ông đưa cái chén cơm không ra để chỉ cho người chủ biết là tôi hết cơm. Nhưng mà ông biết nói thì sao, không? Ông nói hồi nãy tới nhà anh ấy, tôi thấy cái trái cam đó, nó bự như cái chén này nè. Ông chủ nhà ông cũng lanh. Ôi cái trái cam của anh mà ăn thua gì. Nhà ở làm sao nhà tôi á, trái cam nó bự bê lớn nè, ông đưa nguyên cái nồi cơm không ra. Mày nhạy lắm. Cho nên á, tức đạo thiện căn phát tướng. Rồi gì nữa? Bất tịnh quán thiện căn phát tướng, từ tâm thiện căn phát tướng.
mình ăn chay nó cũng một phần nó giúp cho cái tâm từ của mình, phải không? Rồi thí dụ như á, mình thấy những cảnh khổ của người ta, nó cũng giúp cho mình cái tâm của mình nó làm sao, nó lòng từ bi và mình bớt cái xa xí, cái chánh niệm á. Cho nên cái đầu tiên á, tức đạo á, khi mà mình nắm được cái hơi thở mình rồi là mình có chánh niệm lắm. Mà khi mà có chánh niệm rồi, nói năng chánh niệm, hành động chánh niệm. Rồi bây giờ cái thứ tư là gì? Nhân duyên quán thiện căn phát tương. Nhân duyên quán là sao? Quán nhân duyên. Ở đời này á, không có cái gì khi khổng khi không, nó phải có cái duyên để mọi thứ nó sanh. Cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Thí dụ nha, bây giờ á, đây cái chuông này là một pháp nè, cái chuông này là một nhân nè, cái dùi này là nhân. Hai cái nhân này nó duyên với nhau thì nó phát ra cái quả. Cái quả là sao? Có tiếng chuông. Như vậy thì muốn nói tới nhân quả thì không thể nói tắt, nói nhân quả hết. Mà cái chính giữa của nhân quả nó phải có cái duyên. Bởi vì anh có cái nhân mà không có cái duyên thì làm sao làm cho cái quả nó trổ được. Thí dụ như bây giờ mình có hạt cam là cái nhân, mà mình không có cái nhân của đất, của nước, của mọi thứ khác nó duyên với nhau để nó hợp tác với nhau, nó làm sao có trái cam được. Cho nên đất là một nhân, nước là một nhân, mặt trời là nhân. Thí dụ vậy, tất cả các cái nhân nó duyên với nhau. Quý vị là nhân, Pháp Hòa là nhân, chùa Linh Sơn làm duyên để cho cái quả của mình hôm nay làm sao được gặp nhau. Rồi hai đạo hữu ở Houston nghe mình tổ chức trên này, lặn lội bao nhiêu tiếng đồng hồ, đem máy móc lên xuống, tạo cái nhân cái duyên để mai mốt cái quả này nó có được cái dĩa, nó phổ biến cho người khác nghe nữa. Cho nên quý vị thấy nhân quả trùng trùng không? À, chính vì vậy mà mình tụng cái thời công phu sáng là sao? Cái câu thứ nhì nè, cái đoạn thứ nhì: nhĩ thời thế tôn tùng nhục kế trung, giọng bá bảo quang, quang trung giọng xuất, thiên diệp bảo liên hữu hóa như lai, vân vân đó. Thì cái câu là lúc bấy giờ nhĩ thời thế tôn tùng nhục kế trung, từ nơi đảnh nhục kế này phóng ra luồng hào quang báo. Trong luồng hào quang báo đó có hoa sen nghìn cánh, trong hoa sen nghìn cánh có hóa Phật. Cái tượng, cái ý hình ảnh đó tượng trưng cho trùng trùng duyên khởi. Cái hình ảnh của cái phẩm kinh nó nói đến cái đoạn nó nói trùng trùng duyên khởi. Rồi bây giờ trở lại để mình hiểu chữ nhân duyên rồi. Bây giờ con người mình sở dĩ cố chấp là vì mình không thấy được cái duyên, cái nhân. Chứ bây giờ mình thấy được cái nhân, cái duyên mình hết chấp à. Pháp Hòa nói ví dụ: trời ơi, tôi không hiểu làm sao mà nó thương được cái anh đó. Cái anh đó anh xấu đau, xấu đớn mà nó thương. Mình sao mình ở trong cái nhân, cái duyên đó mà mình hiểu. Nhiều khi nó xấu cái tướng mà nó đẹp cái tâm. Người có thương là thương cái tâm, cái tánh cái người đó, chứ không phải thương cái tướng. Và chưa nói tới nhân quả. Nhiều khi đời trước họ có cái gì? Họ có cái duyên nợ với nhau, sao mình nói hết. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên khi mình thẩm thấu được tất cả cái duyên của mọi pháp, mọi sự, mọi vật, thì cái sự cố chấp trong lòng mình nó làm sao? Nó mở ra. Pháp Hòa nói bây giờ cũng vậy. Cái người đó với mình thương, bây giờ người đó không còn thương mình nữa, cũng là cái duyên, cái nghiệp. Nhiều khi mình nghĩ, trời ơi, bây giờ con càng tu sao cái nghiệp con càng đổ ra giờ ảnh như thế này. Sao mình không nghĩ ngược lại, hết nghiệp, còn sống còn nghiệp còn nợ chứ có sung sướng gì đâu, phải không? Thành thử ra nếu bây giờ mà nó giải tỏa cũng là cái cách để mình nghĩ, để mình hết cái cố chấp, hết cái phiền muộn. Cho nên ở đời á, không có cái gì mà nó tự nhiên. Ngày hôm qua, hôm nay Pháp Hòa đến đây đâu phải tự nhiên. Cái duyên, cái nhân của nó là đi khóa tu chùa Huyền Quang ở Dallas. Rồi quý vị trên này cũng cái tìm duyên câu lên đây, phải không? Đó, mà hay nữa là hôm nay là theo nhân duyên là làm sao co câu được internet để cho quý vị ở xa có thể ngồi nghe được mình. Đó, quý vị thấy nhân duyên không? Cho nên á,
cái hoa, cái quả, bất cứ cái gì, không có cái gì mà không có nhân duyên của nó hết. Pháp Hòa hồi nhỏ đó, nhờ ở cái xóm người ta biết tụng kinh, cho nên 5 tuổi là mình biết nghe tiếng chuông, tiếng mõ, thấy người ta thắp nhang lại Phật là mình thích. Và Pháp Hòa biết chắc rằng đời trước mình đã từng có cái duyên này, cho nên bây giờ 5 tuổi mình gặp người ta thắp nhang là tự nhiên nó sống dậy ở trong mình. Ngày nào mà không có nhìn hình Phật là ngày đó không có về nhà, không đi học. 5 tuổi thôi là mình đã muốn như vậy. Rõ ràng mình có cái duyên. Cho nên á, khi mình quán được tất cả đều do nhân duyên, bớt buồn, bớt giận và cố chấp, từ từ nó giảm ra. Bây giờ nè, cái nhân, cái duyên của mình là ở nước ngoài. Bây giờ á, mình phải hiểu cái đời sống nước ngoài. Con cái nó bận rộn lắm, nó không có thì giờ mà nó chăm sóc mình như hồi xưa mình chăm sóc cha mẹ mình được. Thông cảm nó một chút, bớt cái chấp trước là con cái phải như thế này thế kia. Rồi ngược lại, con cái phải hiểu cha mẹ, tuổi già hay mặc cảm, tuổi già hay tuổi thân, từ tuổi thân thành tuổi tỵ. Dành thân tỵ hợi nó gần nhau mà. Tuổi tỵ là sao? Tôi già rồi, phải không? Tôi không còn dùng được, cho nên giờ nó như thế này thế kia, vân vân. Cho nên á, cha mẹ cũng phải quán nhân duyên để thông cảm cho con, rồi con cái cũng quán nhân duyên để thông cảm cho cha mẹ. Phật tử cũng phải quán nhân duyên, cái hoàn cảnh chùa ở hải ngoại nó không có giống hoàn cảnh chùa của Việt Nam, để cái lòng chấp trước của mình nó giảm ra một chút. Pháp Hòa thưa với đại chúng như vậy, Pháp Hòa có quý thầy Pháp Hòa quen đó là người Lào. Thì theo cái truyền thống của Nam Tông á, là chư tăng không được lái xe, chư tăng không được nấu ăn. Cho nên Phật tử trong chùa Nam Tông á, là một tháng 30 ngày là họ chia nhau nấu hết. Mỗi người, mỗi gia đình phụ trách một ngày mang thức ăn lên cho chư tăng, chứ còn chư tăng không có được nấu ăn. Chính vì vậy cho nên á, chư tăng cứ trưa nào cũng ngồi chờ cơm. Mà ở cái xứ này, mà ở xứ Pháp Hòa là tuyết nó rơi nhiều khi đường nó làm sao, nó chậm chạp, mà qua 12 giờ thì không ăn. Bữa nào mà đường xá kẹt do tuyết cho cái gì đó, họ tới không được là chư tăng nhịn. Thấy chưa? Cũng là một cái mà mình chấp chi cái chuyện đó. Ở cái xứ này có microwave mà lo gì. Ví dụ vậy đó, không cho chư tăng lái xe, mà bây giờ cần cái gì cũng không đi được hết, phải chờ họ tới chở. Mà làm bất cứ cái giấy tờ hành chánh gì á, là phải chờ họ về. Mà họ về tới nhà là 4-5 giờ thì cơ quan chính phủ đóng cửa. Rốt cuộc cái thầy trụ trì đó chỉ chịu không nổi, thầy đi học lái xe. Thầy học lái xe về, ôi cha ơi, đủ thứ, cuối cùng thầy buồn thầy bỏ đi. Thì quý vị thấy từ cái chấp trước của mình mà nó không có cần thiết. Cái xứ này mình phải thông cảm, quý thầy phải biết lái xe để mà lo công việc chùa. Mà khổ mà hễ mà thầy réo mình hoài, mình nói cái gì cũng tôi hết trơn. Nó khổ vậy đó. Cho nên mình phải quán nhân duyên, để rồi mình bớt cái chấp trước. Mà cái người bớt chấp trước thì cái diện mạo họ làm sao? Nhìn thấy nó thảnh thơi. Còn thôi trời, nhìn chị đó thấy lạnh lùng lắm nha. Gây gắt lắm. Cho nên tướng mình nó từ cái tâm mình nó sanh. Có nhiều khi mình không biết trời trăng mây nước, mình đi chùa trội nhìn mình dễ thương lắm. Innocent, ngây thơ vô cùng. Tới hồi học Phật được mớ rồi là bắt đầu nha, tướng mình nó sanh, mà nó sanh tướng khác. Một làn dày, hai làn dày, nó mất đẹp. À, cho nên á, mình sanh cái tướng, mình tu như thế nào để nó sanh cái tướng thiện lành, từ tâm thiện căn phát tướng. Mình lấy cái lòng từ của mình đối đãi với mọi người, nhất là đối với mấy đứa nhỏ ở chùa cũng vậy. Con nít mà làm sao nó ngồi yên như mình được. Thôi thì bây giờ á, nó có chạy dở một chút, nhưng mà nó còn biết. Mỗi lần nhắc tới đi chùa nó ô oh yeah, đi chùa. Còn mà mình làm riết nó ô oh no. Nguy không? Bây giờ mình muốn ô gì? Ô oh yeah.
Nếu mà mình muốn ô gia thì take it easy, nhẹ nhàng với mấy đứa nít một chút, kệ nó giỡn ngoài sân. Thí dụ lúc nào cần yên mình ra mình nói với nó 5-10 phút, hoặc là cử một người nào ra chơi với mấy em. Đừng có hét nó, đừng có rầy. Nó lên chánh điện cái chỗ này chỗ trang nghiêm, tụi bay con nít chạy ra ngoài kia chơi. Nó đi ra vô sao trai đường, chỗ này chỗ người lớn làm việc, tụi bay đi chỗ khác chơi. Riết nó không có chỗ nó đi, nó nói I have nowhere. Thì bây giờ làm sao? Những cái ở nhà cái tivi réo nó sướng hơn, cái game kêu nó khỏe hơn. Cho nên thật sự ra Pháp Hòa hiểu cái lòng của người lớn là muốn giữ cái cửa Phật nó trang nghiêm. Nhưng mà mình cũng thông cảm, con nít thì nó làm sao nó ngồi yên như mình được. Chưa chắc mình ngồi yên nữa đó, ngồi nãy giờ cũng ẹo mấy kiểu rồi đó, phải không? Như vậy mình biết là mình cũng chưa có ngồi yên được, thì con nít làm sao nó yên được? Do cái thân mình nó đau nhất, thì cái tâm mình nó có hai dạng trạo cử nè. Một là trạo cử trong lòng, mà người trạo cử trong lòng nhìn cũng dễ biết lắm, cứ ngó đồng hồ hoài, sao bữa nay ông nói dài dữ vậy ta. Không, mai ta còn đi làm nữa mà. Thí dụ vậy, trạo cử trong lòng. Mà tính trong tâm mình trạo cử thì nó hiện ra cái tướng trạo cử. Thì bây giờ thông cảm con nít một chút, quán cái nhân viên nó con nít và nó chịu đi chùa, thôi kệ nó, du di. Quý vị hiểu ý vậy đó. Hoặc là người ta đến chùa, người ta có khó khăn chút. Thật ra Phật tử với nhau, mình kêu là đạo hữu mà, nhưng mà đâu phải ai vô đây cũng thánh liền đâu, phải không? Mới đầu người ta thiện trước, ta thiện rồi từ từ ta thuần rồi ta thành thánh. Có lòng thiện mới vô tới đây, rồi luyện riết nó thuần mới thành thánh. Mới đầu ai cũng làm hiền, chưa là thánh. Cho nên chúng ta ngồi đây là hiền đó. Hiền là sao? Người có cái ý chí muốn cải thiện kêu hiền, cải riết nó thuần kêu thánh. Hiền thánh là vậy đó. Rồi, bây giờ bốn thứ rồi phải không? Cái cuối cùng nè, niệm Phật thiện căn phát tướng. Niệm Phật là sao? Nó có 3-4 cách niệm. Trì danh niệm Phật, quán tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, thật tướng niệm Phật. 4 cách niệm. Bây giờ mình này trì danh nè, có sâu chuỗi Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Hoặc là 10 hơi một hột chuỗi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. 10 hơi bấm một hột, ai hơi ngắn thì 3 hơi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bấm 3 hơi. Niệm Phật để làm chi? Để cho cái tiếng niệm Phật nó gieo ở trong tâm thức của mình. Thì khi mà cái người mà niệm Phật á, thì cái tướng á, cái tâm, cái tánh, cái tướng bắt đầu nó thuần, nó nhẹ ra. Tránh cái trường hợp vừa niệm Phật mà vừa nhá mấy đứa nhỏ. Nam Mô Di Đà Phật, tao mỏng niệm Phật rồi này. Nhiều khi mình cầm cái sâu chuỗi bằng đá đúng không? Con có biết không, một chuỗi thôi nghe con. Một chuỗi là chết à. Thật sự nhiều khi á, mình niệm Phật mà mình nhá mấy đứa nhỏ dữ lắm nghe không? Có nhiều khi miệng thì niệm nhưng mà ra dấu. Ngồi xuống đây, kêu mấy đứa nhỏ ngồi xuống. Ví dụ vậy. Cho bây giờ mình trì danh nè, mình ngồi trước bàn Phật cũng được, hay mình ngồi ở đâu cũng được, cầm sâu chuỗi ngồi cho yên. Trì danh đó là niệm ra tiếng cái danh hiệu của Phật. Niệm cái trì danh nó cũng có nhiều cách, là mật niệm, trì niệm, cao thanh niệm. Mật niệm là trong tâm mình nghĩ thôi. Quán hơi thở nè, hơi thở vào A Di, hơi thở ra Đà Phật. A Di Đà Phật, mật niệm. Bây giờ trì niệm à, cao thanh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cao thanh trì danh, niệm lớn cho ta nghe. À, rồi bây giờ quán tướng niệm Phật. Tâm mình hay loạn lắm. Có nhiều khi mình nhìn Phật Di Đà mà ra tài tử mới hay chứ. Phải
Có nhiều Phật tử vô chùa vui lắm, nhìn Phật Di Đà, trời ơi cái anh này giống tài tử Hồng Kông gì đó, tài tử Hàn Quốc gì đó, bị nhìn cái tượng Phật của Tàu làm nó mắt nó vậy nè. Nói trời anh này nhìn giống tài tử Đại Hàn quá. Quán tướng là sao? Vì cái tâm mình hay loạn, cho nên giờ mình đem cái hình tướng của Phật ra mình nhìn để mình niệm, nó tâm nó loạn, quán tướng niệm Phật. Rồi khi mà cái hình ảnh Phật nó đậm trong tâm mình rồi là quán tưởng, nhắm mắt mà cái hình ảnh Phật vẫn có trong đầu mình, quán tưởng. Cho nên cái người sắp mất á, họ loạn lắm. Bây giờ muốn giúp cho họ mình làm sao? Mình đem hình Phật Di Đà ra mình để trước mặt, lâu lâu mình biểu họ nhìn, đây hình Phật Di Đà nè, quán nhìn hình Phật đi. Nhìn hình Phật thì cái tâm của họ nó theo cái tướng của Phật, không có bị những tướng khác nó lôi. Vì cái người sắp mất là tâm tư nó bấn loạn lắm, do thân thể đau nhức, tâm hồn nó sợ sệt, vì nó đang ở trong cái hoàn cảnh cuối cùng của cái chết, của con kiếp người, sợ lắm, cho lấy cái hình Phật để quán tướng niệm Phật. Rồi bây giờ cho nên mình là Phật tử, mình muốn cho cái tâm mình nó thuần, để nó phát ra tướng đẹp, và đặc biệt là lúc mình mất, thì hằng ngày nhìn Phật nhiều hơn là nhìn cái khác. Cho nên ở nhà mình, ví dụ như thay vì mình treo những cái hình ảnh không có lành mạnh, những câu không lành mạnh, mình treo những cái chữ gì nó lành mạnh, phải không? Cho nên á, cái niệm Phật cũng quan trọng. Nhưng mà trong cái niệm Phật này mình có thể niệm kinh. Quý vị biết niệm kinh không? Niệm kinh là mình nhớ kinh, mình nhớ những cái lời kinh mình niệm. Cho nên thuộc kinh nhiều hay lắm, thuộc kinh nhiều rất là tốt. Cái đó chúng ta gọi là niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Trong Kinh Di Đà nói đó, người nào muốn sanh về, chỉ cần nghe chim hót, suối reo, vẫn có thể sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì bây giờ muốn niệm Pháp là mình phải nhớ kinh. Nhớ những cái bài kinh thì mình tụng lên, giúp cho mình nhiều lắm. Thí dụ bây giờ mình hay giận, mình nhớ cái câu: chúng con ý thức rằng chính phiền não si mê làm cho thế giới này trở thành nơi hỏa ngục. Nhớ những câu đó. Rồi mình nói: hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quang, lại Phật tổ soi đường dẫn bước. Bao tội khổ trong đời ác trược, vì tham sân si mạng gây nên, thì hôm nay giữ trọn lời nguyền, xin sám hối để lòng thanh thoát. Mình nhớ những câu kinh đó để giúp cho ta tâm mình rất là nhiều. Cho nên nhớ kinh nhiều tốt lắm. Tụng kinh mỗi ngày 15 phút, 20 phút tụng riết đi, tụng cho câu kinh nó thâm nhập. Cho nên mình mới kêu là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Hôm nay á, Pháp Hòa chia sẻ với quý vị 5 cách phát tướng, phải không? Nhớ không? Tức đạo thiện căn phát tướng, bất quán bất tịnh thiện căn phát tướng, quán từ bi từ tâm thiện căn phát tướng, rồi gì nữa? Nhân duyên thiện căn phát tướng, và niệm Phật thiện căn phát tướng. Cứ nhớ vậy đó. Hơi thở nè, bất tịnh nè, từ bi nè, thấy không? Nhân duyên nè, và niệm Phật. Tướng mình nó sanh khi mình thực hiện được một trong năm điều này. Quý vị không tin đó, quý vị nhìn những bậc tu hành ngày xưa chưa tu, cái tướng nó khác. Tu rồi tướng nó khác. Để tóc tướng khác, cạo đầu tướng khác. Cạo đầu rồi tướng gì? Tướng không tóc. Tóc anh dài anh đi trong mưa, tóc anh nắng em, tóc em ngắn em đi trong nắng, tóc em dài em đi trong mưa, tóc em lưa thưa em đi trong gió, tóc em không có em đi vô chùa. Cho nên cái tướng mình nó từ cái tâm mình nó sanh. Cho nên Ngạ Nan, Đức Phật hỏi Ngạ Nan: làm sao mà thích Phật mà đi tu? Ngạ Nan trả lời rất thành thật: dạ bởi vì con thấy Như Lai có tướng đẹp. Khoan nói cái lời Phật quở Ngạ Nan, phải không? Mình giống như Ngạ Nan vậy đó. Bây giờ thí dụ đi, quý vị nhìn Phật
thấy Phật tu mà thành Phật xong xấu quá sao mình dám tu, phải không? Cho nên mình tu phát tướng, cái tướng hảo mà, cho nên mình mới khen nó tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Tướng hảo của Phật sáng ngời không có gì sánh bằng, vô đẳng luân, luân là so sánh, không có thể cái gì mà có thể so sánh được. Và hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng thì Pháp Hòa nhớ đến cái chuyện là quý vị gặp nhau, nhất là gặp Pháp Hòa gần đây, nó trời lúc này thầy phát tướng quá làm em buồn 5 phút. Xin thưa là khi mình khen theo đời thì ý là mình khen lúc này tròn trịa, ăn uống đồ khỏe mạnh ha, thuốc men đầy đủ rồi. Nhưng mà phát tướng theo Phật là phát tướng làm sao? Do cái tu mà nó phát đó. Thì bây giờ chúng ta thực hiện được một trong năm cái này thì tự nhiên cái tướng nó phát. Quý vị để ý đó, ai mà lạy Phật nhiều mỗi ngày nha, 50 lạy cũng được, 100 lạy cũng được, rồi ngồi thiền 10 phút, 15 phút, tụng kinh 15-20 phút, chỉ cần một ngày mình tu mấy chục phút thôi, Pháp Hòa không có xin nhiều đâu, 20 phút, rồi quý vị sẽ thấy từ từ cái tâm mình nó chuyển. Cái tâm của mình á, mới đây nè, trước khi Pháp Hòa qua đây thì có một cô Phật tử cô tới, cô nói thưa thầy, 2 năm nay con thấy cái con người của con nó khác vô cùng. Hồi xưa cái tâm của con nó câu mâu lắm, ai làm cái gì con cũng nói, con cũng phiền hà được. Từ khi con đi chùa, con nghe pháp, con tụng kinh, con lại Phật mỗi ngày, thì con thấy cái tâm của con nó bình an ra, và con bớt trách móc người. Và từ đó con thấy cái người của con nó nhẹ hẳn ra. Mà thật, mình trách móc, mình giận hờn, cái tâm mình nó cứ hừng hực, nó lửa Phật thì nó không Phật, mà nó cứ ấm 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 hoài, đúng không? Ai tới gần mình tưởng mình sốt rồi cứ nóng 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 hoài vậy đó. Thật thử ra mình phải tin cái đó, tu có phát tướng à. Cái người mà chưa tu cái tướng nó khác, tu rồi tướng nó khác. Thôi hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng và xin chia sẻ với đại chúng một cái bài nói chuyện với cái đề tài là niệm lành sanh tướng đẹp. A Di Đà Phật.